Em xin kính chào quý vị. Cũng như các video trước đây, thì lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị em, bạn bè và những bạn bè chưa kết bạn mà đang xem video của em. Mấy hôm nay cũng đã nhấn like video của em và đăng ký kênh để ủng hộ em. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Và nếu quý vị nào mà chưa đăng ký kênh của em mà thích video của em thì xin quý vị nhấn đăng ký để ủng hộ em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Và hôm nay em xin kính mời quý vị vào bếp cùng em làm món lagu bò nhé. Nguyên liệu gồm 1,5 kg thịt bò bắp, 4 củ cà rốt, 4 củ khoai tây, 1 củ khoai lang mật, 3 trái cà chua, 2 củ hành tây và 1 ít tỏi. Ở Đức này á các bạn, cái bắp bò đó thì họ cắt như vậy thôi, là các bạn từng khúc như vậy nè. Đó, chứ họ không có cắt giống như kiểu Việt Nam của mình ha. Cho nên là khi mà mình mua cái bắp bò đó thì nó lại có cái xương ống tủy trong cái xương này. Có tủy luôn trong nè, thấy không? Nhưng mà mình vẫn vẫn xài cái này, vẫn nấu chung như thế này tại mình thích nó hơi béo béo một tí đó. Còn bạn nào không thích béo á, thì mình đừng có bỏ vào ha. Thịt thì mình cắt khúc, cắt vuông vậy nè các bạn nha. Cái bắp bắp bò nè. Mình cắt thêm khúc vậy nè các bạn. Mình đừng cắt nhỏ quá. Tùy ở các bạn thôi nha. Mình cắt khúc vậy nè. Đó. Mình cắt nó đôi lại. Tùy theo cái miếng mà các bạn muốn ăn nó bự thì các bạn cắt bự nha. Còn mình thì cắt như vậy nè là nó vừa ăn nè. Cắt khúc vậy thôi. Tỏi thì mình cũng bầm nhuyễn ra nha các bạn nha. Nếu mà các bạn mà không muốn tự bầm á, thì các bạn có thể bỏ vô máy các bạn xay ra ha. Mình bầm ra như vậy thôi nè. Bò mình đã cắt rồi như vậy nha. Bây giờ mình bỏ vào trong đây, mình bỏ gia vị vào nha để mình ướp. Nè, 1 muỗng muối, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê muối. Này mình ướp để cho thịt nó ngấm trước ha. Rồi đây là muỗng canh nha, mình dùng 1 muỗng canh đường mình bỏ vào nha. Và mình rát lên một chút xíu tiêu. Nếu mà bạn nào á, thích á, thì các bạn bỏ thêm bột nêm hoặc là bột ngọt tùy ở các bạn nha. Tại vì cái này là mình chỉ mới ướp ban đầu để cho thịt nó thấm gia vị thôi. Rồi, tỏi mình đã bầm nhuyễn rồi nha. Mình bỏ nó vào luôn nha các bạn. Rồi mình trộn lên rồi mình để cho nó nửa tiếng đến 1 tiếng. Để cho nó thấm gia vị đó. Mình trộn lên nha. Cuối cùng thì mình bỏ vào đó 2 muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Đây nè. 1 muỗng canh nè. 2 tablespoon đó, dầu ăn. Rồi, mình trộn nó lên rồi mình đem vô tủ lạnh mình cất khoảng nửa tiếng nha các bạn. Rồi. Các bạn coi, khoai tây thì mình cắt nó như vậy rồi nha. Cà rốt mình cũng cắt vậy. Các bạn nào muốn tỉa hoa cắt các loại thì các bạn cứ làm ha. Còn mình bỏ thêm chút ở đây là khoai lang mật các bạn. Nếu mà các bạn thích thì các bạn bỏ vào, không thì các bạn làm khoai tây thôi ha. Còn hành hành tây tím hoặc là hành tây trắng thì mình cắt ra giống như từng miếng muối cao vậy nè các bạn ha. Cắt ra thôi. Mình bắt một nồi nước lên, khi mà nước sôi á thì mình bỏ cà chua vào mình trụng.
khoảng 7-8 phút đó các bạn, thì cà chua nó bắt đầu nó nứt vỏ ra đó, thì là mình mới vớt nó ra các bạn nha. Khi mà cà chua các bạn thấy không, nó nứt vỏ như vậy nè, thì mình vớt nó ra các bạn nha. Và khi mà mình lựa cà chua, các bạn nên nhớ là lựa cà chua thiệt là đỏ đó, thì nó sẽ ra cái màu rất là đẹp các bạn. Các bạn coi, sau khi mà mình trần qua nước sôi á, chừng 6-7 phút á, thì các bạn coi cái vỏ của nó nứt ra đó, thì mình lột vỏ rất là dễ các bạn coi nè. Đó. Sau khi mình lột vỏ ra đó, thì một á, là nếu các bạn có máy xay sinh tố á, thì các bạn bỏ nó vào các bạn xay ha. Còn nếu mà các bạn không thích đó, thì mình có thể bằm cũng được nha. Đó, rất là dễ lột vỏ. Đây cũng vậy nữa nè. Một trái ha. Trái thứ hai cũng vậy nè. Trái này nó chưa có nứt nè, nhưng mà mình cũng rất là dễ lột vỏ ra các bạn. Đó. Lột vỏ ra xong rồi mình bằm nhuyễn nha. Nếu mà bạn nào không thích đó, cái hộp á thì mình cắt đôi ra mình bỏ hộp nha. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi, hôm nay là mình nấu lagu, mình dùng cái nồi áp suất nha các bạn. Để nấu làm cho bò nó mềm nhanh hơn là cái nồi bình thường ha. Mình đổ vào đây nè, mình để lên là mình đổ vào trong cái nồi một chút xíu dầu ăn nha các bạn, ít thôi, tại vì hồi nãy á, dầu ở trong thịt mình cũng đã để rồi đó, thì mình đổ một chút xíu thôi, chút xíu dầu thôi để mình phi một miếng tỏi nha. Các bạn bỏ vào một miếng tỏi, tỏi bằm á. Bạn đừng có để cho nó đen quá nha, chỉ hơi 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 có mùi thôi, vàng vàng thôi. Rồi các bạn thấy nó hơi vàng vàng rồi á, thì mình bỏ cái cà chua của mình vào nè. Mình còn ấy. Mình lấy một chút xíu nước mình tráng cho nó ra, lấy hết cái cà chua rồi mình xào lên, mình giống như là mình sên vậy đó các bạn, để cho nó ra màu á. Mình bỏ vô trong đó một chút xíu muối nha. Mình bỏ vào một muỗng cà phê muối nè, 2 muỗng cà phê muối nè. Và 1 muỗng cà phê đường. 2 muỗng cà phê đường và 3 muỗng cà phê đường các bạn ha. Tại vì mình sên như vậy á thì cà chua của mình á nó sẽ nó ra màu tự nhiên lên nè, với lại nó thấm gia vị vô cái cà chua rất là ngon. Rồi, các bạn sên cho nó sệt sệt lại ha. Các bạn coi nó sên nè, nó hơi sệt sệt lại nè, nó rút nước xuống nè các bạn thấy không, bắt đầu nó ra màu đó. Thì nếu mà các bạn nào muốn nó có thêm một cái màu đỏ cho đẹp đó, thì mình dùng cà chua pasta nha các bạn, tomato pasta đó, mình bỏ vô khoảng một muỗng canh đó. Rồi mình xào lên nha, thì nó sẽ ra đỏ hơn một tí, còn bạn nào không thích thì thôi không cần bỏ vô cũng được ha. Rồi khi mà cái cà chua đó, bạn thấy không, cái sốt cà chua nó đã sệt lại được rồi đó các bạn, thì mình bỏ thịt hồi nãy mình đã ướp rồi nè, mình đổ vô nha. Mình trộn lên rồi mình xào cho nó, cho nó săn thịt nha các bạn. Các bạn
xào ở cái lửa cao đó các bạn, để cho thịt nó săn lại ha, mình trộn cho nó liền tay á. Rồi sau khi thịt nó săn rồi á thì mình lấy nước sôi nha các bạn, mình mới nấu xong nè, mình đổ vào nha. Các bạn đổ nước cho nó sắp sắp cái thịt đó, tại vì lagu mình không có thích nấu nhiều nước, nhưng mà cũng không có được quá ít nha các bạn, bởi vì chút nữa mình còn phải làm cho nó sệt sệt lại nữa đó. Nên mình đổ nè, đổ cho nó qua cái mặt thịt chút ha. Hết cái nồi nước sôi này là 1,7 lít nước đó các bạn. Rồi sau đó thì hồi nãy mình đã bỏ thịt, mình đã ướp hết rồi, cho nên mình không có bỏ thêm muối đường gì nữa nha. Mình bây giờ mình hâm nè, mình đậy nắp lại mình hâm. Trước khi mình đậy nắp á thì mình bỏ thêm gừng, mình đã đập dập nè, để cho tinh dầu gừng á nó ra. Với lại phần thứ hai nữa đó, gừng bỏ vào trong đây nè, nó vừa thơm nước mà nó còn vừa làm cho thịt của mình, thịt bò đó rất là mau mềm á các bạn. Rồi mình đóng nắp lại nha. Cái nắp này mình để ở số 2 nè, rồi mình đẩy nó lên nè, rồi mình để khoảng 15 phút nha. Tại vì thịt bò với lại hầm bằng cái nồi này đó rất là nhanh các bạn. Sau 15 phút rồi thì mình tắt lửa nha các bạn. Nhưng mà các bạn xem nha, tất cả các nồi nào á, mà nấu áp suất á, đều nó có cái hệ thống này nè, là cái miếng này nè, để mà cho các bạn biết á, là khi mà cái miếng nè, bạn thấy không, nó lên cao nè, là các bạn nè không được mở nha, không được mở nắp nha các bạn. Khi nào các bạn tắt cái bếp rồi á, và các bạn để nguội á, thì cái hệ thống này nè, cái miếng này nè, nó sẽ đẩy xuống, nó sẽ xuống thì mình mới được mở nắp nha các bạn. Các bạn đừng có lúc mà nó đang còn nè, cái miếng này ở trên nè, mà các bạn cố mà các bạn mở nắp, nó rất là cứng, các bạn đừng có cố cạy nha, thì nó sẽ nổ đó các bạn, rất là nguy hiểm. Tại vì có một số bạn kể cho mình nghe cái câu chuyện bị nổ, bị tai nạn vậy, cái này rất là thương tâm nha các bạn đó. Còn khi mà mình tắt bếp rồi đó, thì mình nè, mình xả nhiệt của nó nè, đó là mình xả xuống nè, đó các bạn thấy không, đó đó là nó ra nhiệt nè, thấy không. Nếu mà các bạn nào ở xứ lạnh á thì nên mang ra ngoài ban công, mình để một chút xíu rồi mình xả nó, rồi nó sẽ xuống cái này, rồi mình không mở nha. Và lúc này nè, các bạn thấy không, cái nồi của mình khi mà mình mang ra ngoài ban công, mình xả hơi, xả nhiệt xuống đó, mình để ở số nè, không còn số nào hết nè, thì bạn coi nè, cái miếng nhựa nè ở phía trên nè, nó tự động nó tuột xuống nè, là mình được phép mở. Các bạn xem nhé, là mình được phép, mình quay sát cho bạn coi, là lúc này mình được phép mở nắp nè các bạn. Nhớ các bạn gái lưu ý giùm mình cái này nha, nguy hiểm lắm đó các bạn. Bây giờ mình bỏ máy quay xuống rồi mình mở nắp cho các bạn coi nha. Muốn mở nắp á thì mình kéo cái này xuống nè, đó. Rồi bây giờ mình mở nắp nè, các bạn thấy cái này đó, xuống ha. Mình mở nè, đó, như vậy á, họ thiết kế như vậy á để cho an toàn đó các bạn. Nếu mà các bạn thấy còn mà cứng á, là các bạn đừng có cố mở nha. Đó, các bạn thấy không? Mình hầm được 15 phút rồi đó. Các bạn lấy giấy nè, cái giấy nấu ăn trong bếp của mình á, nếu mà mình không có thích nó, cái bọt nó phía đổi trên nè, thì mình lau nó đi. Khi mà nấu bằng cái nồi này á, là tất cả những cái gì mà mình nói là đen á, chất đen rồi nó ra đó, thì mình không thích thì mình bỏ nó ha. Còn không thì mình trộn, mình nghĩ cũng không có cái gì đâu các bạn. Và lúc này mình mở lại nắp, mình mở lại đó, mở lại cái lò, mình bỏ nó vào
coi như là cái củ khoai lang nè. Mình bỏ nó vào trước nha. Tại vì nó hơi cứng hơn các củ khác đó. Cà rốt chứ thật ra cà rốt mình cũng có thể ăn sống được, cho nên mình cũng không cần phải bỏ vô liền mà mình hầm đâu. Mình hầm trước cái này một chút xíu, cùng chung với lại khoai khoai tây luôn đi. Úi bà là giang tùm lum. Cái màu đó là màu cà chua đó các bạn. Bạn coi nè, thịt đó mình hầm á 15 phút thôi nó cũng đã mềm rồi nè các bạn. Mềm lắm á. Mà mình để nó mình hầm thêm một chút nữa chung với lại rau quả. Rồi lúc này mình nêm lại cho vừa ăn nha các bạn. Các bạn thử nha, rồi nêm lại cho theo khẩu vị gia đình mình nha. Mình thì thấy thêm một muỗng cà phê muối rồi đó, rồi thêm 2 muỗng cà phê đường vô. Kỳ này mình đóng nắp nó lại, nhưng mà mình đóng theo cái kiểu mà mình không có để nấu nè, mình chỉ đóng thường thôi chứ mình không có bật số nha. Cho nên là đóng nó theo tác dụng là nó cũng chỉ có như cái nồi bình thường của mình. Ấy các bạn coi, mình mặc dù là cái nồi áp suất nhưng mà mình không có đẩy nó lên và cũng không để ở chế độ là nấu theo kiểu áp suất ha. Thì mình để nắp đậy bình thường thì nó là một cái nồi bình thường nên mình mở ra rất là dễ nè các bạn. Đó, sau khi mà mình hầm củ khoai tây, khoai lang rồi đó, đó 10 phút nè, đó thì mình mở cái nắp ra rất là dễ các bạn ha. Các bạn nhớ lưu ý cái này nha các bạn. Sau khi mà củ khoai rồi nó đã mềm rồi đó, mình bỏ cà rốt nha các bạn. Tại cà rốt này nó cũng mau mềm lắm các bạn. Mình để nó một tí nữa ha. Và cuối cùng á, thì mình bỏ vào một muỗng canh đường phèn nha các bạn. One teaspoon đường phèn á, gọi là rock sugar đó các bạn. Để cho nó có cái nước á, nó ngọt thanh hơn các bạn ha. Các bạn coi, khi mà tất cả các củ rồi đó, cà rốt rồi nó mềm tới rồi đó, thì mình để cho nó nguội nguội tí xíu nè, cái mình bỏ cái hành tây vào các bạn nha, bởi vì hành tây nó rất là mau chín các bạn. Mình bỏ vào ha. Rồi mình trộn lên nè để cho nó chín chín hành tây. Hành tây nó rất là mau chín nè. Lúc này á, nếu mà các bạn thấy á, cái nồi súp của mình mà nước ít mà các bạn muốn nước nó nhiều á, thì các bạn có thể dùng nước sôi nha các bạn, để mình chế thêm một chút xíu. Nhớ phải nấu nước sôi nha. Đó, mình chế thêm một chút xíu vào để cho nó có nhiều nước. Khi mà mình đổ thêm nước vào thì mình nhớ phải nêm nếm lại một tí nha các bạn nha, cho vừa khẩu vị nha. Rồi khi nào mà mình gần ăn á, bắt đầu á, các bạn coi nước nó sôi sôi lên rồi nè, nó nóng đó. Bạn đừng có để cho nước nó sôi bùng nha. Bạn coi nó sôi sôi vừa tới nè. Thì mình sẽ lấy bột năng, mình pha một chút xíu nước nha các bạn. Còn nếu các bạn không có bột năng thì dùng bột bắp cũng được. Để cho nó sệt cái súp lagu của mình lại thôi. Nước nó đã sôi sôi ít rồi đó. Giờ mình đổ nè, các bạn coi đổ từ từ thôi nha. Tại vì mình coi nó có sệt theo ý của mình vừa tới thôi. Chứ các bạn đổ nhiều quá một lần, lỡ mà nó nhiều quá thì nó sẽ
Nó sẽ sệt cứng ngắc đó. Nó hơi sệt sệt thôi nha các bạn. Này nhớ khi nào gần ăn thì mình mới làm cái sốt cho nó sệt sệt nha. Rồi, mình để cho nó sôi một tí xíu. Là mình đã xong cái nồi lagu của mình rồi đó các bạn. Bây giờ mình múc ra cho con gái mình ăn nha. Nè. Các bạn có thể để cái nồi nước súp này đó, mình có thể ăn chung với bánh mì. Còn nếu không á, mình cũng có thể làm mì đó các bạn. Mình trụng mì trứng ha. Rồi mình bỏ nó vào nè. Nếu mà các bạn á, muốn nấu món lagu của nước Đức á, thì xin các bạn vui lòng cho mình biết bằng cách là viết nhận xét ở dưới cái video này để cho mình biết là có nhiều người thì mình sẽ làm món lagu Đức cho mọi người xem nha. Bây giờ mình múc ra tô, mình cho người nhà của mình, một người thích ăn với lại mì. Nè các bạn, coi. Thịt nè. Bạn thấy không? Lagu hoặc là bò kho đó thì rất là ít nước nha các bạn. Đó, nè. Bây giờ nóng. Rồi đó, các bạn coi mình để lên một chút xíu hành nữa nè. Rồi một chút xíu ngò nữa nè các bạn, để cho nó ngon á. Rồi mình cho thêm một chút xíu tiêu nữa các bạn ha, rắc canh tiêu nữa. Rồi xong rồi đó các bạn. Lần nữa em xin cảm ơn quý vị, các cô chú bác, anh chị em, bạn bè và các bạn bè đang xem video của em đã ủng hộ em bằng cách là nhấn like video của em và đăng ký kênh của em. Em xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Em xin hẹn lại video sau. Em xin chào.